Rồi, thay rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại tỉnh Thái Nguyên 2011 2022. 2021 2022. Người ta cho hỗn hợp A gồm có hai chất hữu cơ x1 x2. Cho 10 gam hỗn hợp A tác dụng với NaOH. Em tính mol NaOH đây là bằng 0,5 mol. Sau vẫn thu được hai muối. Hai muối này bằng để ý này, cái góc CX H2X 1 là góc no, C -I H 2 cộng 1 là có góc no. Điều chứng tỏ đây là hai muối của axit no và một ancol. Ancol này cũng no luôn này. Nói toàn bộ lượng ancol cho tác dụng hết với natri sinh khí hydro, mặt khác đốt cháy hoàn toàn thì thu được P gam hỗn hợp P cần oxy. Bạn tính cho thầy oxy và CO2 bao nhiêu? Cho trọng nha. Anh chào thầy Số môn đây là 029 nè 026 Điều gọi chúng ta là biết cái thử thách điều kiện tự chuẩn Và điều cầu chúng ta là tìm công thức cấu tạo của X1, X2 Bây giờ các bạn hiểu cho thầy như thế nào ạ Ở đây người ta cho gì ạ Người ta cho hai trái hữu cơ mà chất hữu cơ mà chúng ta khi mà em hiểu này sản phẩm chúng ta thu được hai muối và một ancol các câu này có gì không ta em ơi em ơi em thêm em hiểu thì bài toán này nó như thế nào nhỉ câu người ban đầu nó là gì người ta chỉ cho chúng ta hai chất hữu cơ mà không rõ đúng không Bây giờ bạn thấy cái đoạn nào chúng ta xử lý đầu tiên nè Mon khí rồi chúng ta có luôn này, không phải 15 mon Bây giờ bạn xử lý đoạn nào đầu tiên Bây giờ bạn biết được hai chất hữu cơ x1 x2 là có chất nào hay không và cơ sở chúng ta biết được nó là gì. Đó. Câu này hay không các bạn? Thử mình đánh giá mức độ của đề này ta. Bây giờ thợ thử quý quý câu này có hay không em? Dạ hay thầy. Đăng em có ý tưởng không Đăng à? <laughs> từ từ đấy Các bạn nghiên cứu đi, rồi từ từ chúng ta đưa kết quả Câu này nó rất là lạ Lạ hoắc luôn Nó trình cũng quen thuộc nhưng mình rất là lạ Rồi bây giờ chúng ta không cần phải lan tăng câu hỏi ban đầu làm gì Bây giờ chúng ta biết cái đoạn nào chúng ta xử lý đoạn đó đi Nhờ Từ thằng H2 thì mà thằng N của trừ Ok để phương trình của Từ từ đã từ từ, đã từ, 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 từ đây. Mình làm từ từ đây, Mình sẽ kiểm tra mono H trừ để chúng ta đánh giá CN2N cộng 1 OH chúng ta đi tới dụng với natri vì có hero rồi em thì mình sẽ lấy bài toán nó theo hero thôi từ, từ đây nha để chúng ta làm từng bước một đây rồi các bạn sẽ theo dõi kịp hơn rồi bây giờ em có mon H2 rồi không phải 15 mon thêm chuyện có bài này thì bọn mình này là Em nhìn thấy hai thằng này số mol các bạn nhau không? Bạn hiểu như thế này, nếu mà ST em hiểu không? Nhìn thấy không? Ở đây người ta thu được uh, muối mối của axit đơn chất và anh đơn rượu đơn chất hay các lệnh cô đơn chất. Hai thằng này đơn chất thì ST chúng ta là đơn chất. Nếu hỗn hợp chúng ta gồm hai ST thì hai số mol này bằng nhau rồi. Vì bạn biết là đây này, ST chúng ta là RCOO R phải ACOOB thì ST đơn chức chúng ta đi thi thì nói các bạn là nó có những trường hợp đặc biệt nhưng đối với chương trình mà nó không nằm vào những trường tốt đầu những trường tốt đầu như là chuyên Lê Hồng Phong Nam Định mấy trường chuyên mà thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì mắc kiểu câu này thì người ta sẽ cho trường hợp đặc biệt riêng các bạn đang học ở chương trình cơ bản này người ta sẽ không cho trường hợp đặc biệt thì khẳng định bạn luôn Do đó đây chúng ta cứ xét tỷ theo tỷ, 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 tỷ lệ mol là 1 1 thôi. Nếu vậy là số mol này 05 thì đây 05. Nhưng ở đây chúng ta thấy là mol của rượu như thế nào với mol nào khác ạ? Như thế nào em? Mol nào khác là 05 đúng không em? Như thế nào mol rượu như thế mol nào mol nào khác? Mol rượu bé hơn. Mol rượu bé hơn mol nào khác đúng không ạ? Như vậy ở đây chúng ta sẽ xử lý bài toán như thế này vì mon nào hát lớn hơn mon anh con chứng tỏ là gì Hỗn hợp ban đầu phải có một thằng là gì em ơi nếu mà nó bé hơn thì bây giờ nó sẽ không tạo anh con đúng không ạ mà nó sẽ tạo ra gì không. nước nước bằng hiểu vấn đề không xưa ra là gì Hỗn hợp ban đầu có hỗn hợp chắc chắn có nước sao à, chắc chắn có chứa axit acid à, vẽ tè, mà tè này chúng ta hiểu như thế nào ạ? Theo bạn hiểu như thế này, vai trò ấy như nhau không? Theo bạn, theo vai bạn là vai trò ở đây có như nhau hay không? Cứ nghe là chỉ số đây em, chỉ số đi trong cái bài toán này này nó có giống nhau không, hay là khác nhau? Bởi vì người ta cho hai thằng này là vai trò nó như nhau đúng không em? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Ở đây vai trò như nhau hay là khác nhau? Tôi vẫn đặt các bạn những câu hỏi là tôi mới làm nha. Bạn nào cho biết nào? Cũng không trả lời được hả mấy đứa? cái chỗ này mới được cái kiến gì không đã đây là cái chìa khóa để làm bài toán này này được không ạ bây giờ tôi hỏi bạn là vai trò ở đây có như nhau hay không là, là cái, cái giá, giá trị nó khác nhau, nhau mà là cái vai, vai trò nó ý là vai trò vị vì... cái nghĩa là ít nhận một giá trị nhận giá trị hoặc là nó đảo chỗ cho nhau thì nó có khớp có giống nhau hay khác nhau Tức nghe là để mình hình thành được hỗn hợp là axit vẽ thì axit em biết rồi. Nếu trường hợp thứ nhất nó là CXH2X cộng 1 COH. Thằng này là ST. CIH2 cộng 1 COO CZH2 cộng 1 và ngược lại. 2H cộng 1 qua đây và đây là H. Hiểu vấn đề không ạ? Thì theo bạn là vai trò hai thằng này các bạn chắc nó có giống nhau hay không hay là khác nhau. Nó đều quan trọng. Còn nếu mà né được điều đó thì quá tốt. Được chưa? Hay là mình giả sử thôi à, Giả sử là gì? Chúng ta có đi quyền giả sử mà Vậy trò thì chắc hai thằng x là như nhau hết Giả sử là m lớn x1 bé hơn m lớn x2 Như vậy hợp chúng ta bây giờ gồm hai chất hữu cơ X1 của chúng ta là axit Có dạng là c cxh 2 y 2 x cộng 1 COOH Còn có thằng X2 chúng ta lớn hơn thì chắc chắn nó phải là rồi Thường là như vậy CI h 2 cộng 1 COO CZ H2Z cộng 1 Các bạn hiểu ý thầy nói không ạ Nhiên hiểu không Nhiên ơi hiểu Ở đây chúng ta đi tới dùng ở nào hả Ở đây mình giả sử như vậy đây nó tạo thành CX H2X cộng 1 COONA cộng H2O CI h 2 y cộng 1 COONA CZ H2Z cộng 1 O Số mol này có rồi, số mol của rượu chúng ta là 0.3 0.3, thầy nào hát đây là 0.3 Đây 0.3 Mà tổng nào hát chúng ta là bao nhiêu? 0.5 Thì trên này còn lại là 0.2 Không biết các bạn có ý kiến gì không đã? Có kiến gì không em ơi? Các bạn hiểu thầy nói không nào nhiều ok tiếp tục nè khi mình tìm được hai thằng này rồi nhiệm vụ của bạn đó là gì nhiệm vụ của bạn đó là gì ở đây chúng ta còn cái phần trái cháy này thôi cháy chúng ta có oxy và co2 rồi mon không hợp mình có chưa em ơi mon hỗn hợp mình có chưa mona đấy mona bây giờ phải là 0,5 không hmm? Ừ? Nó hả à -gam thì nó phức tạp hơn rồi Bé gam thằng phức tạp hơn rồi em ạ. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy hai thằng này đặc điểm giống nhau là gì? Chúng ta nhìn thấy nha. Cái khó nhất bài toán này là phân tích cái đặc điểm giống nhau của chúng. Đều đều bằng k bằng 1. Bên này góc nò. Đây góc nò. Bên đây góc nò. Hydro góc nò em. Góc nò khi cái chỉ số nó bằng 0. Ví dụ ở đây là CZH2Z cộng 1. Thì Z bằng 0 thì nó đúng là Hydro chứ vậy hai thằng này chúng ta quy về một công thức được hay không em ơi hai thằng hỗn hợp ban đầu chúng ta quy về một công thức được hay không đặc điểm chúng nhau của mấy thằng này là gì vì em hiểu như thằng này đoạn này nếu mình để hai công thức thì nó khó lắm khó cực kỳ luôn bởi vì nó liên quan tới oxy và co2 ở đây hai công thức này thầy quy về một công thức được hay không Đặc điểm giống nhau của chúng đều là hai oxy đúng không em? Và chúng ta thấy là nếu đều là góc no, như vậy đây K chúng ta là bằng 1, như vậy thầy đặt nó là CnH2NO2. Không biết các bạn có kiến gì chỗ này hay không? Với N là N trung bình. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thầy Các bạn cần thầy phân tích lại chỗ này không? Cái khó nhất bài toán ăn nhau đúng với đoạn này thầy nói này. Cái CO này là K bằng 1 này, CO K bằng 1 này. Góc nào, góc nào, hết như vậy đây nếu mà đặt CNH2N thì đúng thỏa mãn cao bằng một và có hai oxy tương ứng với máy này các bạn hiểu chỗ này chưa để thầy gian tiếp ok chúng ta đi tác dụng oxy tạo thành N trung bình CO2 cộng N trung bình H2O vì ở đây nếu mà nó cho chúng ta làm gam thì nó dễ rồi nhưng mà cho pg thì phức tạp hơn rất là nhiều Đấy không? Nó cho số liệu khác nhau mà. Mol oxy chúng ta là 0,29. Thằng này là 0,26. Đây 0,26. Bây giờ thôi các bạn là chúng ta đi bảo toàn oxy rồi chúng ta đi bảo toàn C chúng ta tính được N trong mình chưa? Bảo toàn oxy đi Thằng này cho mình cho nó là cho nó là mon A không trùng đúng không ạ? À? Cho là A. Quý ơi em hiểu không quý ơi? hiểu yeah, thầy. Okay. Câu này nó lạ mà lạ thì thầy mới lấy cho câu bình thường thầy không lấy câu lạ đâu. Bởi vì chúng ta phản xạ được. Như vậy đây mình mon hỗn hợp 3 này nhân cho 2. Đúng không em? Hay khác là ở đây nó là 2A, vì trong này có 2 oxy. Và tổng oxy nhá. 2A cộng cho 2 nhân cho 0,29 bằng 2 nhân cho 0,26 cộng cho 0,26. Ta đem tính A bằng bao nhiêu? Sao em đi tính số carbon trung bình đó 0,26 chia cho a a bằng bao nhiêu em ơi không phải một thì trung bình chúng ta là 2,6 không biết anh đã chưa lộ trình thời đi thế này các bạn có hiểu vấn đề không ạ ừ. Được rồi ok bữa trước thầy nói với bạn rồi khi người ta cho xe trung bình thì chúng ta chọn chặn dưới hay chặn trên chọn dưới. Trần dưới dưới chọn dưới thì bạn chọn có thằng nào chọn dưới c trung bình bằng 2,6 thì c nhỏ hơn là bao nhiêu một hoặc hai đúng không em các bạn hiểu vấn đề này không ạ một hoặc hai bây giờ chúng ta làm sao để lấy ra công thức này khó lắm hả Bây giờ làm sao chúng ta lấy ra công thức Bây giờ nếu mà Bạn nào cho ta biết nào Đúng rồi, anh thiếu Thiếu đường ở bằng không nữa Các bạn hoàn toàn linh động ở chỗ này cái chỗ phát hiện của Lê là chỗ phát hiện 10 điểm mà có bữa trước là thầy dạy cho Lê một bài học kinh nghiệm ở chỗ đề thi của tận em rồi Các em thành phố Đà Nẵng rồi Nhớ cho thầy bài toán này ăn nhau ở chỗ này này Đấy X cho chúng ta là lớn hơn bằng không Vì sao Vì thằng H, COH và thỏa Mạng. đây là cái điểm á Các bạn hiểu chỗ này chưa Alo các bạn hiểu chỗ này chưa Ừ yeah, no. rồi nhưng mà bạn thấy cái một cái điều gì đó không C trong trung bình chúng ta bằng 2,6 bây giờ làm sao chúng ta tìm được 2C thằng kia mà ở đây chúng ta đã có số môn 2 này rồi số môn này bao nhiêu số môn này 05 ở dưới này 01 thôi hả à? thì nó sẽ gấp uh, 5 lần lên cũng hơi khó à Bây giờ bạn các bị bằng cách nào chúng ta tìm ra hai thằng còn lại Niềm tin chúng ta nằm ở đâu trong này chúng ta dự kiện khai thác chúng ta đã khai thác hết nào hết rồi chúng ta đã khai thác CO2 và oxy rồi câu nhìn không em ơi mà chúng ta đã biết rồi bây giờ chúng ta có thể chuyển về này hai thằng này chúng ta hiểu như thế này mình tương đương này vì mình đã biết được cái C bình bằng 2,6 và chúng ta đã biết được A rồi Hiểu vấn đề không em? Như vậy tổng số mol của hỗn hợp ban đầu là 05 mol, đúng không ạ? 05 mol thì chúng ta có nó là cxh 2 x 1 COOH giả sử là như vậy. Đây là CIH2 cộng 1 cooczh 2 z cộng 1 Câu này khó em nha, chẳng phải đơn giản đâu Số mol đây là 02, đây 03 Bây giờ thì nếu mình mình sẽ là 01 mol thì nó sẽ là như thế nào? Cái thằng đầu tiên chúng ta phải giảm đi 5 lần nữa không em? 02 không chia 5 là phải bằng 0.04 không em ơi? 0.3 mà chúng ta chia cho 5 Thì nó bằng 0.06 sáu. ai kiến chỗ này không đã Có ai kiến gì chỗ này không đã Và tới đây chúng ta đã tìm mối liên hệ Giữa thi giá rồi chúng ta làm bình thường Các bạn hiểu thầy nói không ạ à? Alo các bạn hiểu thầy nói không ạ Cái đó em đi bảo toàn xe Hiểu rồi. Em đi bảo toàn xe để em tìm được mối liên hệ với chúng thế thôi Long hiểu Long ơi Bảo toàn xe thì thằng này là 004X nè Cộng cho 0,06 Không đúng em nha 004X cộng bao nhiêu X cộng 1 nữa đúng không ạ Bên trong này có một xe đây nữa 006 nhân cho y cộng 1 cộng cho z. Và bằng mol CO2. Mol CO2 chúng ta là 0,26. Các bạn hiểu cái thầy nói không ạ? Thế đó chúng ta sẽ tìm được bộ 3 giữa đi z. Em hiểu vấn đề không? À, sau đó chúng ta sẽ chọn cái C nhỏ nhất. C nhỏ nhất chúng ta có thể xét là x hoặc y thôi. Nhiệm vụ chúng ta tìm lại thằng còn lại là z. Hiểu không em ơi Hay là bạn không muốn đặt trong mình thì bạn đặt trời luôn không được tiền Nha Bây giờ bạn chia hết cho thầy là Tất cả đây chúng ta đều chia hết cho 0.01 đi Thì tương đương đây là 4x Cộng 4 cộng 6y Cộng 6z Cộng cho 6 0, 26 mà chia 0, không 01 không là 26 Từ đây bạn suy ra tương đương này 4x cộng 6y cộng 6z Em lấy 26 em trừ đi 4 trừ đi 6 thì còn lại 10 Cái kiến gì vô này không đã À sẽ là còn lại 16 chứ Cái kiến gì vô này không đã Như vậy đây mình sẽ suy ra là 2x cộng 3y cộng 3z Chúng ta chết cho hai thầy đây bằng 8 Coi kiến gì không em ơi Hiểu hiểu thầy nói gì không đã Hử? Dạ hiểu Bây giờ theo thầy Theo bạn thì bạn chọn ít bằng bao nhiêu cái bằng không đi hả? Nếu bằng không thì Thì y cộng z bằng bao nhiêu Sau đó chúng ta chọn y cộng z x bằng 0 được không? x bằng 0 thì 3x cộng y bằng 8 thì vô lý đúng không em? Bởi vì 8 không chế cho 3 vô lý. Chứ vậy không chọn x bằng 0. Chúng ta chọn x bằng 1 đi. x bằng 0 là loại nha. x bằng 1 thì bằng bao nhiêu giấy bằng bao nhiêu được bằng 8. Dễ mà. x bằng 1 thì bằng bao nhiêu? y bằng 1 giấy bằng 1 đúng không? Hợp lý không các bạn? Các bạn thấy, thấy hợp lý chưa? 2 cộng 3 cộng 3 đúng bằng 8 chưa? Hmm? Dạ, dạ rồi, rồi ạ Ok, bây giờ còn được hợp nào khác nữa hay không? Bây giờ x của chúng ta không thể bằng 0 như thầy đã nói là bởi vì 8 chúng ta chỉ hết cho 3 là không được Như vậy x nhận giá trị nhỏ nhất là bằng 1 Bây giờ x chúng ta bằng 2 Bằng 2 là 4 8 mà trừ đi 4 bằng bao nhiêu ạ? À? bằng 4 4 có không chia hết cho 3 Các bạn hiểu thầy nói không ạ Nếu chia hết cho 3 thì mình chọn cái gì và giấy mới được Như vậy trường hợp này là nghiệm duy nhất hết Rồi Không biết là thầy làm như thế này các bạn có hiểu rõ vấn đề không ạ Bà Ni nó nhiều có làm lắm nhưng mà cách làm của thầy là tiếp cận trực tiếp luôn Hai anh mình sẽ ra công thức nó là CH3 COO CH3 Thỏa lần chân thành là, là Không biết là thầy làm các bạn có hiểu vấn đề không? Nè, các bạn hiểu thầy nói gì không ạ? Yeah. Và ta có thể là người ta bắt chúng ta chỗ này này Chúng ta nghe kể thầy nói nha và tốt nhất là chúng ta nên hạn chế cái đoạn này mới bé hơn m một bé hơn m hai thì chúng ta cũng chưa được đâu bởi vì có thể C nó lớn hơn do đó trường hợp này chúng ta bỏ luôn được chưa? nhưng mà chúng ta biết là một thằng là axit một thằng lại te thế thôi rồi các bạn thấy cái bài toán này chúng ta thầy xử lý như thế này các bạn có đồng ý với thầy hay chưa thắc mắc chỗ nào thì thầy, thầy giải đáp lại cho rồi thử mời quý đi quý thấy cách xử lý thầy như thế nào quý ơi Chờ, thầy thầy xử lý lý hay. Hay. Ở đây chúng ta vẫn xét ba trường hợp F nha Nhưng hai trường hợp này chúng ta loại Bởi vì chỉ có trường hợp này thỏa mãn thôi Thì Thì nó lại nha Thì nó lại mấu chốt bài toán này nè Đây là một cái tình huống rất lạ Bây giờ nhìn thấy quen thuộc nhưng mà rất là lạ Chúng ta hiểu như thế này Người ta cho hai chất hữu cơ Tức là chúng ta cho biết được trong này nó là axit hay là A T Có thể là hai axit hoặc hai T nhưng khi tới dùng cái nào hát chúng ta thu được hai muối một ancol. Như vậy điều này cho tỏ là ở trong này có thể là nó đi từ hai ST có cùng góc ancol czh H 2 Z cộng 1 hoặc là một axit một ancol hiểu vấn đề không? Và nhiệm vụ của bạn đó là đầu tiên đi tính mol nào hát sau đó chúng ta đánh giá như thế này. Đây là đánh giá này. Chúng ta ghi vào nháp nha. Và tôi nói các bạn là trong cái bài toán của các bạn đi thì nếu những trường hợp mà đề nó nó đề đặc biệt ví dụ như đề của những trường mà trường tốt đầu, trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, mấy trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái trường hợp này người ta sẽ đánh chúng ta vào trường hợp đặc biệt. Riêng thầy nói là phần lớn những trường đó mới đến trường hợp đặc biệt thôi. Còn riêng các bạn người ta chỉ đánh trường hợp mà không có trường hợp đặc biệt. Có nghĩa là nó vẫn tạo ra được, nó là hơn nhưng mà ở đây nó có trường hợp đặc biệt, đó là tay của phenol. Nói cho bạn biết. Trường hợp này chúng ta hầu như không đụng nha Khẳng định đó Đó là cái điều chân thành mình cần nhớ Như vậy đây mình đã được mô nào hát là 05 Chúng ta sẽ biết được trong này chúng ta hỗn hợp ban đầu chúng ta Có thể là hai ST hoặc là một axit một ST Bằng cách chúng ta đánh giá mô nào hát Ở đây thầy tính đến được cái mô của Hero là 0.15 Thì mon ancol là 0.3 nếu mà nguyên bản á, lấy T nếu mà là hai ST thì mon ancol đúng bằng mon gì? Mon có đúng bằng mon nào hát Nhưng ở đây chúng ta thấy là nó bé hơn mon nào hát Điều đó cho tỏ là hỗn hợp chúng ta chắc chắn là chứa một axit và một cái tè Đây là cái nhìn chính xác nhất và chúng ta nhìn không bao giờ sai luôn Hiểu vấn đề không em? Rồi nghe Khi mon anh 03 thì đây 03 và đây là 03 Tổng hai thằng nào hát là 05 thì đây còn lại 02 thì đây 02 Bạn hiểu chưa? Rồi như vậy cái đoạn này chúng ta đã xử lý xong Tuy nhiên bạn để ý này khi người ta đốt cháy P gam hỗn hợp trên này là M mà dưới này là P Để chúng ta là khối lượng người ta dùng khác nhau hay nó khác là số mol dùng khác nhau mà nếu mà bạn để hai công thức này chúng ta làm thì cũng được thôi tuy nhiên nó có một nhược điểm là chúng ta rất khó nhìn ta nói lại nha nếu bạn để hai công thức này thành một công thức thì bài toán chúng ta nhìn rất là dễ mà cách nhìn hai công thức thành một công thức là như thế nào đó là bạn nhìn vào số oxy và nhìn vào K oxy đều, đều có hai oxy và bằng đấy là, là gì bên trái bên phải chúng ta đều no cả được chưa cái cn 2 n cộng một là góc no được chưa hai thằng đều no nhận đến ở đây chúng ta sẽ gọi chung một công thức là có hai oxy vì nó no mà chúng ta thấy là trên này là một bi của COH và một bi của COO sau đó đây điều chúng tỏ là b nên bằng một như đó thì gọi công thức chung hắn là CN trung bình, HN trung bình, O2 Đây là cái chỗ em nha Đây là cái chìa khóa tiếp theo này đó. Như vậy khi thầy viết cân bằng xong thì chúng ta thấy mol CO2 đúng bằng mol nước. Mol CO2 không phải 26 thì mol nước không phải 26. Em đi bảo toàn bảo toàn oxy để ta tìm ra mol hỗn hợp tức là tìm A đấy. A là CN trong bình, HN trong bình O2. Tức là K này là hỗn hợp của axit và este, hiểu vấn đề không? Kim mình tìm được số mol rồi đó. Kim mình tìm được số mol rồi thì chúng ta biết là khi có mol hữu hợp cơ và mol của CO2 chúng ta sẽ đánh giá qua C trung bình. Và khi cái C trung bình chúng ta biết được bằng 2,6. Thì đây chúng ta sẽ chọn ba giá trị nhỏ là 0, 1, 2. Lưu ý là nhiều bạn không xét không nha. Tại sao chúng ta phải xét không thì giải thích lại lần cuối cùng. Nhớ cho thầy này. Cái thằng này á, thì x có thể bằng không được. Được chưa? X bằng 0 thì nó là axit formic HCOH. X bằng 1 thì nó là CH3 COH axit acid, acetic được chưa nào? Rồi, như đợt còn lại thì thầy nói các bạn rồi. À, khi mình tìm được C đồng bình rồi, hiểu vấn đề không ạ? À? Bạn hiểu vấn đề không? Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái số mol hỗn hợp. Số mol trên này là 0,1 mol. Số mol trên này là sẽ là 0,5 mol. 0,5 mol thì ta có số mol tương ứng là 0203. Như vậy với số mol là 01 thì 0.1 chia 5 thì nó bằng 1, như vậy em lấy 0,2 nhân 1,5 là 0.04 Tương tự 0,3 chia cho 1 5 là bằng 0,06 Khi em tính được hai mol này rồi Thì em sẽ dựa vào cái số C này nữa C chúng ta bằng 2,6 Khi đó em tìm mối liên hệ giữa DZ Sau đó chúng ta chọn thế là hết Bây giờ hỏi thì cái là bằng cái hiệu gì không nè thời dạng cũng máu lửa rồi đó Khang ơi, okay. em hỏi giùm Khang ơi. Yeah, bạn nào hỏi gì hỏi đi đây. đây là hỗn hợp mà chúng ta không biết được chính xác x1 x2 là hỗn hợp gì có thể là hai axit có thể là hai st bởi vì nó cho tạo ra muối và ancol rồi hiểu vấn đề không à, có thể là hai st hoặc là một st một axit thế thôi không thể là hai axit được vì nếu hai axit thì nó sẽ không có không có ancol bạn nào hỏi gì Khải ơi em hỏi em Khải. Ơi. Dạ, dạ em không Công không ạ à. à. Ngân ơi. Dạ Em thắc mắc chỗ nào thầy giải đáp cho. Dạ, không có sao mắc Bây giờ liệu có cách khác không bạn? Thầy nghĩ cách của thầy tối ưu rồi. Tất cách của thầy đi từ những thứ mà gọi là rất là thân thuộc với các bạn. Ok, nếu bạn tìm các phương án tối ưu hơn thì bạn nói chuyện với thầy sắp nha. Nhưng mà theo đánh giá của thầy thì đây có thể là phương án mà thầy cảm thấy nó rất khớp với các bạn bây giờ. Bây giờ nếu làm cái khác này là nó khập khiển nhiều thứ lắm. Thế thôi.